cơn mưa kéo đến bất chợt đầu chiều ngày cuối tuần làm các vật dụng để bên ngoài căn nhà minh mông 2-4 mét vuông của chị Nguyễn Thị Dung, nằm sâu trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ướt sũng. Đi làm phục vụ quán ăn về, người thanh nữ sinh năm 1979 cầm tay ngay vào dọn dẹp. Hộp cơm mua từ lúc trưa chị chưa kịp ăn, treo lủng lẳng trên tay đua chiếc xe đạp cũ. Hôm nay trời mưa, xung nồi, bếp ga ướt hết, mấy mẹ con tôi ăn cơm hộp tạm vậy, người mẹ sáu con nói. Chị Dung cho biết, căn nhà mấy mẹ con chị đang ở minh mông 2-4 mét vuông, cao 2 tầng này đã sống sót hơn 50 năm qua. Trước kia, bà cố ngoại của chị có hàng ngàn hai đất trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Sau đó, bà cắt ra bán dần, chỉ chừa lại cái nhà kho tí quân làm chỗ ở. Bà mất, để lại căn nhà cho bố mẹ chị Dung ở. Bố chị Dung mất, mẹ chị lấy một người đàn ông quê Trà Vinh rồi chuyển xuống đó ở, để lại căn nhà cho con gái. Chị Dung lấy chồng, sinh được 6 người con. Khi chị vừa sinh con gái út được mấy tháng thì chồng bỏ đi, để một mình chị với đàn con thơ, sinh năm 1. Các con tôi uống nước đường, ăn cơm nghiền nát mà lớn, chị Dung nhớ lại quãng thời gian gian khổ mà mình đã trải qua. May mắn, 6 đứa con chị Dung quyết bệnh, yêu yêu mến nhau nên chị được ăn cũng phần nào. Tuy nhiên, các nghèo cứ đeo bám chị mãi. Đến nỗi, chị không có tiền để đi thuê căn nhà minh mông hơn cho con có chỗ ở thoải mái. Thành ra, suốt mấy chục năm qua, mẹ con chị phải sống ở ép trong căn nhà minh mông chỉ hơn 2 mét vuông. Ủy ban phường 5 thế hệ cung cấp sửa nhà cho tôi thì nó thế hệ sáng đẹp vậy, trước đây, nhìn nó xấu xa lắm, chị Dung nói. Nhà chật, chị Dung tận dụng mọi ngóc ngách để đồ. Chiếc cầu thang bị tủ rét mướt và tủ quần áo chai khuất, mỗi khi lên xuống, các thành viên trong gia đình phải luồn lạc thật kéo để đồ không bị rơi. 7 người sống trong căn nhà minh mông chỉ hơn 2 mét vuông, vì thế, chị và hai con gái ngủ trên lầu, còn khoảng trống bé xíu tí dưới tầng trệt là chỗ ngủ của 4 cậu đàn ông. Chỗ hẹp, các đàn ông chị Dung phải co chân tay lại. Quần áo, chén bát, đồ gia vị nấu ăn chị Dung khoan kệ làm chỗ để. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được tận dụng để bỏ đồ, vì thế, không gian lúc nào cũng tối om. Chị Dung xin mấy người trong xã một phần đường đi để làm nhà tắm. Biết hoàn cảnh chị nghèo, đông con, công việc thu nhập thấp nên mấy người trong xã tạo điều kiện. Chị cũng tận dụng lối đi chung của cả con hẻm để làm chỗ nấu ăn, rửa đồ, giặt quần áo. Các vật dụng nhà bếp để hết bên ngoài nên những ngày trời mưa, mấy mẹ con chị phải ăn mì gói hoặc cơm hộp. Ngoài đường trời sáng bừng, nhưng trong nhà chị Dung là ban đêm. Cửa ra vào nhỏ, phải nghiêng người để bước qua. Chị Dung cho biết, nhà quá hẹp nên mấy chục năm qua nhà chị không có khách đến chơi. Vừa rồi, con gái chị lấy chồng, chị phải xin bên thông gia cho tiếp khách nhà gái bên nhà họ. May mắn, phía nhà chồng con gái chị biết hoàn cảnh nhà thông gia nên tạo điều kiện. Chị Dung cho biết, hiện nay, các con chị đã lớn, đã có thể tự lo cho mình nên cuộc sống của chị dễ thở hơn một chút. Ủy ban nhân dân phường 5 cho biết, gia đình chị Dung thuộc hộ nghèo của phường 5, quận 3, mỗi tháng được ủy ban phường cung cấp 2,6 triệu đồng. Vừa rồi, cán bộ phường đã xuống khảo sát, dự tính sẽ hỗ trợ để chị sửa lại trần nhà và chiếc nhà tắm, nhưng nhà nhỏ quá, không có giấy tờ nên phường đang nối tiếp xem xét.